Đấy, tội nhiêu đây rồi ai ăn ai nhịn Không thấy mình tự làm, okay không cao Let's go Ôi, sau khi lăn lộn trên top top thì Tuyền đã tìm ra được một công thức. Ở đây có 3 loại bột, đầu tiên sẽ là bột gạo. Do dạng bột gạo Tuyền sử dụng là cái hạt to dày nên là mình phải xay nhuyễn ra. Tiếp theo là bột nếp và cuối cùng là bột năng. Cho vào trong đây một xíu muối. Nước thì mọi người sẽ bắt sôi lên rồi mình cho từ từ vào. Định lượng bột cụ thể thì Tuyền sẽ để lên màn hình nha. Mọi người có thể tham khảo. Với cái lượng bột này thì có thể làm cho hai người ăn. Bột sau khi nguội xíu thì Tuyền sẽ đổ ra một cái mâm đặn mình dễ nhồi cái này dễ nhòi lắm mọi người Bột rất là mềm và mịn luôn Nhòi đến khi nào mà hỗn hợp hòa huyện lại với nhau Dễ như vậy là ok rồi nè Theo thì Tuyền sẽ chuẩn bị một miếng giấy nến Nếu như không có mọi người chạy ù gà sau Hái tàu lá chuối vô Làm nó càng ngon hơn luôn á Tuyền sẽ thoa một lớp dầu lên giấy nến Rồi cái mình cán cái bột này ra cho nó mỏng xíu Khi mọi người hấp á, thì nó sẽ dễ chín hơn nha Do thì Tuyền sẽ cho vào nồi hấp tầm khoảng 20 phút là bánh chín Để biết khi nào bánh chín thì cũng rất là dễ Mọi người nhìn cái bánh nó sẽ trong hơn lúc ban đầu vậy là chín rồi đó mọi người rồi vậy là sắp có bánh gạo ăn rồi đó bước cuối cùng là tạo hình cái này thì tùy theo sức sáng tạo của mọi người muốn cắt hình gì thì mình cắt hình đó nha ban đầu tuyền định xoa xoa tròn tròn cho giống cái cọng bánh gạo mình mua ở trong siêu thị nhưng mà xoa hoài nó không tròn nên thôi <laughs> cắt ngang gì mà nhìn cũng đẹp mọi người hen nhìn mấy cục bột núng na núng nín cưng ghê luôn bột lúc này thì mọi người có thể ăn liền được luôn rồi đó tuyền thử một miếng thấy mềm mềm dẻo dẻo dai dai thơm thơm ngon nha mà để ngon hơn thì tuyền sẽ chuẩn bị cái phần nước sốt công thức này thì không có công thức nha nhà có gì mọi người cho vào đó tuyền có tương ớt hàn quốc tương ớt tương cà hạt nêm đường với nước khuấy đều rồi mọi người nấu sôi lên topping thì cũng vậy phép tủ lạnh nhà có gì mọi người cứ cho hết vào đó đi tuyền có bắp với lại cá chả nè cho từ từ bánh gạo vào rồi ai mà thấy mình chưa đủ béo thì cho thêm lát phô mai nữa à. cắt thêm quả trứng giao diện bên ngoài thì cũng ok phết mọi người hen giờ thì tắt bếp và đem ra thưởng thức món này mà ngon một cái nữa là từ nay khỏi mua bánh gạo luôn nha là làm ở nhà đó tính ra công thức này cũng đơn giản quá chừng nguyên liệu thì dễ kiếm chỉ cần có bột gạo bột năng với lại bột nếp đơn giản như vậy mà ăn ngon một cái nữa là 10 điểm không có nhân luôn nha hôm nay thì béo béo bánh gạo nó sẽ rất là dẻo dai mềm biết là mọi người xem video này vào lúc mấy giờ chú bây giờ Tuyền đang edit video mà ta nói vẫn còn thèm nha làm theo công thức này á, thì bánh gạo sẽ không có được dai như ở trong siêu thị nhưng mà bù lại nó sẽ có cái độ mềm dai và dẻo vừa phải tuyền thì lại thích cái bánh gạo dạng này hơn